Cuộc đọ sức được mong chờ nhất vòng 10 Bundesliga đã diễn ra khi Bayern Munich và Borussia Dortmund cùng tranh tài trong trận cầu đinh tối 4 tháng 11. Mục tiêu không gì khác ngoài chiến thắng đã được đặt ra bởi cả hai đội nhằm thách thức ngôi vương của Bayer Leverkusen. Bayern Munich dẫu vừa trải qua thất bại tại Cúp Quốc gia Đức nhưng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần khi bước vào sân của Dortmund. Upamecano, ngay phút thứ tư, đã nổ súng mở tỷ số bằng pha đánh đầu quyết đoán, khẳng định ưu thế của Hùng Xám. Tiếp nối đà hưng phấn, chỉ sau 5 phút, Leroy Sane và Harry Kane phối hợp ăn ý để nhân đôi cách biệt, ghi dấu ấn cá nhân của Kane trong lịch sử đối đầu với Dortmund. Dortmund, dù đầy quyết tâm, nhưng liên tục chơi dưới sức và để Bayern Munich chiếm lĩnh trận đấu. Hiệp đầu kết thúc mà không thể ghi được bàn thắng nào, Dortmund vào hiệp 2 với 4 sự thay đổi người, mong muốn lật ngược tình thế. Tuy nhiên, Bayern vẫn là đội làm chủ cuộc chơi và Harry Kane tiếp tục là ngôi sao sáng với bàn thắng ở phút 72, khép lại trận đấu với thế trận áp đảo của Hùng Xám trên sân của Dortmund.